Xin chào các bạn, đây là chiếc anten mình để ở ngoài cái tủ máy để giúp tăng cường sóng cho hệ thống âm thanh ha các bạn ha. Thì thông thường các bạn để âm thanh ở trong cái tủ máy đó, thì cái anten của mình nó nằm ở phía trong, nó bắt sóng nó cũng yếu hơn đó. Thì ở đây mình có cái bộ micro của mình đây nè đó. Thì thực ra bộ này sóng rất là ok rồi, nhưng mà để an toàn hơn và chất lượng hơn thì mình dời cái anten ra ngoài. Để làm được như vậy á, thì các bạn mua một cái sợi cáp nối dài anten nửa mét với cái đầu BNC. Cái đầu anten của mình nó là gọi là đầu BNC các bạn ha. Cái này mình có thể tháo rời ra. Rồi, đây. Mình tháo rời đây. Cái tháo rời này á thì các bạn lắp vào cái thùng máy. Đó các bạn ha. Tháo rời thì các bạn lắp xong máy. Còn cái anten này chỉ để mình nối cái đầu này là đầu đực, dây nối dài đầu đực. Các bạn lắp vô như vậy á thì cái sóng nó sẽ ổn định hơn và tốt hơn. Các bạn lưu ý nha. Cái sợi dây này mà nối dài quá thì nó sẽ gây ra trường hợp bị mất sóng ở hệ thống âm thanh á. Tại vì cái này á, nó cái số ôm của cái dây BNC này nó lớn lắm. Nên các bạn chỉ làm ngắn ngắn thôi, đừng làm dài quá. Dài quá mình phải, có nhiều bạn nối ra dài quá cũng chưa hẳn tốt đâu. Nếu mà cái bộ micro của các bạn mà xài cổng mà ren như thế này á, ren như thế này mà lắp vào bộ thu đó, thì cái cổng này được gọi là cổng TNC các bạn ha, chú ý ha. Thì TNC này nó sẽ convert ra đầu BNC đó, thì các bạn sẽ lắp cái này vào, lắp cái bộ dây này vào là xong. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.